Phiền các bạn đăng ký kênh để xem tiếp video nhé. Tan Cheng Hoe, sinh năm 1968, là một cầu thủ. Huấn luyện viên bóng đá người Malaysia đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Tên đầy đủ: Tan Cheng Hoe, ngày sinh: 30 tháng 5, 1968, 53 tuổi. Nơi sinh: kế nhà Malaysia. Vị trí: tiền vệ. Khi còn là cầu thủ, Tan đã chơi cho kế gia FA và cùng đội vào 3 trận chung kết Malaysia Cup từ 1988 đến 1990. Ông cùng đội mình thua trận chung kết năm 1988 và 1989, nhưng cuối cùng đã giành được cúp vào năm 1990. Tan là trợ lý huấn luyện viên cho Rajagopal từ năm 2004 đến 2013. Giới thời Rajagopal và Tan, Malaysia đã đạt được nhiều kết quả tốt như lọt vào tứ kết giải trẻ châu Á 2004 và đủ điều kiện tham gia giải trẻ châu Á 2006. Malaysia cũng chấm dứt cơn khát chiến thắng trong bóng đá khu vực bằng việc đăng quang SEA Games 2009 và AFF CUP 2010. Tan được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng kế gia FA năm 2014 sau khi Deb Mitchell được kế gia FA cho nghỉ ngơi vì có kết quả không đạt yêu cầu tại Malaysia Premier League. Năm 2015, Tan đã giúp kế ra FA vô địch Premier League để được thăng hạng lên Super League. Ông được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của League tại giải thưởng bóng đá quốc gia 2016 sau thành công ở Malaysia Cup, đứng thứ ba tại Super League và lọt vào bán kết FA Cup. Năm 2017, Tan trở lại làm trợ lý huấn luyện viên của Malaysia dưới quyền Nelo Vingada và rồi chính thức đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng Malaysia sau khi Vingada từ chức do chuỗi kết quả tồi tệ của đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Tan đã đề cập thông qua một bài báo xuất bản bởi Fox Sports Asia rằng Malaysia là đội bóng yếu và hy vọng người hâm mộ sẽ không đặt kỳ vọng quá nhiều dù được bốc thăm vào bảng A thuận lợi gồm Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. 4. Malaysia vượt ngoài mong đợi của thuyền trưởng Tan Cheng Hoe đã vào tới chung kết AFF Suzuki Cup tháng 12 năm 2018 sau khi loại đương kim vô địch Thái Lan ở loạt trận bán kết. Họ tái ngộ và để thua đối thủ Việt Nam Trung cuộc 23 sau hai lượt trận chung kết. Mọi người đi qua, xin hãy nhấn đăng ký kênh, giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đăng ký kênh đi ạ. À, đăng ký đi mọi người.